Tôi mới xuống một lần chứ tôi không có xuống hoài đâu nha chú. Tại vì từng lễ tôi mới xuống một lần. Đó. Nếu chú nhận được thì nhận. Tại vì tấm ngân phiếu này có 2 tỷ mà tôi thu phí có 10 ngàn à. Đó. Mà khi tôi về chỗnh tôi coi tài khoản chú đủ tôi chuyển xuống cho. Còn nếu không đủ thì tôi giam ở đó nữa tiếp tục. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thị xã Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Và hôm nay thì có dịp vào đây uống cà phê này cô bác quý anh chị cũng như tất cả các bạn. Thì Bùi Hồ có bắt gặp được một hình ảnh một cái chú mặc cái bộ đồ thần tài để mà đi bán vé số. Đó thì mình có trao đổi sơ với chú thì chú nói là núi không cấm mới xuống. Thì cái câu chuyện cũng khá là hay. Thì hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về cái chú này ha. Cũng như là ủng hộ cho chú và tờ vé số luôn. Cái tướng của chú rất là dị. Ở đây nè chú, để chú cháu mình để ủng hộ vài tờ vé số ha. Rồi cháu nói cho hỏi đi. Dạ. Chú là ở đâu xuống chú? Dạ chú ở Chì Tôm núi Cấm. Núi Cấm xuống. Ừ. Chú ẩn tu ở trển hay sao? Không phải, chú đi bán vé số xong rồi ẩn tu. Thường là chú bán núi Cấm từ xưa tới giờ thứ sáu anh chú xuống đây chú bán ngày thứ sáu về đây ngày. Dạ. Chỗ khác cũng ngày ngày xe vòng thứ sáu về đây vậy đó. Xe vòng này đó. Ờ đúng. Tuần là ghé ở đây một lần thôi. Đúng. Cái tại sao mà chú suy nghĩ ra cái cách mà trang điểm người mặc đồ rất là độc lạ giống như một cái ông thần tài á? Nói chung quy thời điểm trước chú cách đây có khoảng 20 năm về trước á thì chú không có mặc đồ thần tài. Chú mặc áo thun mà lúc đó chú nói chung quy chú thời điểm đó khổ lắm, mấy năm có khoảng con chú năm nay nó 32 tuổi thì có khoảng ba mấy gần 40 năm về trước. Rất là khổ. Thì trong khi đó chú mặc đồ áo thun bình thường mình đi bán thôi. Đó, rồi trong khi đó chú mới cái ông già đó, ông cũng lớn tuổi rồi. Đó. Ông mới nói chú bán vé số, chú muốn cho chú trúng như người khác trúng là chú mặc đồ y gan thằng tài vậy mới được. Đó. Thành ra chú mới về không biết cách thức nào mà để làm sao mình phải mặc đồ giống thần tài thì cũng nói chung nguyên nó cũng khiến có một bà cô bà ở kế bên là con của người bà Sáu, mình gọi là bà Sáu, rồi nằm ở bên như gần ở thành phố Hồ Chí Minh gần hát gặp hát ba đóng ba cũng hát trong đoàn cá lương á. Bà nói nếu như vậy là mình phải mua đồ con cúng tổ giái mới được, mình mới lên đồ được. Khi mình cũng mới đầu mình cũng nghe là mình cũng bỡ ngỡ lắm đó. Và mình cũng nghĩ rằng chắc có thể là không làm được chứ đâu đó. Thì khi đó mua đồ về là mình lúc đó mình cũng khổ lắm, mình cũng buôn bán đi khi nọ đồ, nói chung quy là cũng như mới mua đồ về mình đâu có đủ tiền thì mình trả góp từ từ đó. Rồi trong khi đó mình đã trả góp hàng cũng như một năm đó, rồi cho bà Sáu mày tiền uống cà phê pháo gì đó rồi đủ rồi cái hư bộ đồ này mua đồ khác thì mình bán suốt cũng như cũng cả năm trời không có chúng. Rồi khi cuối cùng qua có khoảng năm sau nó cũng chèm khoảng gần nửa năm cái đợt cấp đó mình bán chúng liên khúc luôn, bán chúng đặc biệt quen giải nhất luôn. Ồ, bắn chúng ngay giải nhất ở tại Kiên Lương này luôn. À, bắn chúng là con nghe con số này luôn, số 78 luôn. Lúc đó thời điểm đó tôi bắn chúng giải nhất ở đây là 78 là 757. 57578. Con số tôi bắn chúng 57578 là giải nhất tại đây. Ngay từ một tuần lễ tôi xuống đây chỉ có một ngày thôi. Là tôi đi khắp xứ, tôi đi là như theo thường hồi lúc thời điểm đó. Là như ngay lễ Nguyễn Văn Trực là giờ này là tôi ở với Nguyễn Văn Trực chứ. Tôi bán nguyên một tuần luôn, nó số bán nguyên tuần luôn. Bây giờ mình cảm thấy nó thầu nó không có đưa đạt. Trong một tuần lễ nó tới hầu như nó có cả 10.000 vé đó. Một ngày bán khoảng từ 1.000 lên. Trong khi đó bây giờ mình nó không đưa đủ số, nó đưa hàng ngày mình bán. Thì mình lấy hàng ngày bán, thành ra thôi mình bán ở đây mối mình đủ rồi. Mình không cần quá nhất thiết đi xuống đó nữa, thành ra tôi không có đi. Thì cứ mỗi một ngày, một tuần là tôi xuống đây một ngày. Ở đâu gì xe vòng như tỷ Kiên Lương thứ sáu, ngày mai là thứ bảy tôi về núi Cấm. Cái này khách ít, cái mình tách ra cái chủ nhật về chùa Bà. Đó.
cái chủ nhật về thứ hai về chi tôm, thứ ba tư nghỉ 2 ngày, một tuần lễ tôi nghỉ 2 ngày. Nói chung nguyên mặc đồ này mình cũng đem sự may mắn đến cho mọi người, ai cũng đều hết, mình mong rằng là như vậy, mình đem sự may mắn và hạnh phúc cho mọi người. Chú năm nay là bao nhiêu hay năm nay chú 51 năm tí. Cái việc mà trang điểm rồi mặc đồ như vậy thì chú có ngại không? Không, nó quen rồi, mình tự làm ơn luôn à, nó quen rồi. Vậy thì mỗi buổi sáng chú mất khoảng bao lâu là chú làm? Nếu mà trang điểm là mất khoảng 1 tiếng 15 phút, là nó rất là nhanh, nó khoảng từ 1 tiếng 15 phút. Con thấy là chú râu là chú dùng cái keo chú dán lên, keo hay mặt hay là gì ạ? Keo. Chú có thể gỡ cho con thử xíu được không? Không được, gỡ ra là nó sẽ sức, mình phải kiếm dán keo, keo. Như khi gỡ ra là nó đã hư keo đó. Dùng một lần thôi. Dùng keo này nó dùng chỉ một lần thôi. Nhưng có một cái là cái bộ đồ ấy, thì mình có thể mua được ở ngoài, còn cái mũ ấy, thì cái này đâu có thể mua đâu được. Vậy thì mình làm sao mà có cái thiết kế như cái chỗ này, rồi cái, mấy cái đá nó quen rồi, nó quen rồi mình mua mà, rồi nó có sẵn hết chứ, mình đặt hàng nó có sẵn đó. Đặt hàng. Nhưng mình làm không kịp thì mình đặt nó cũng có làm cho mình luôn. Mà điều nó mắc cái công, nó tính cái công là bao nhiêu tiền rồi đồ này đặt này kia nọ đồ. Như cái công, nó tính cái công rồi là thêm đồ nó mua nè, nó làm thì nó mất. Còn mình làm nhà thì nó có nghĩa là cái tiền mua mấy cái đá hoặc là mua mấy vật liệu là riêng rồi. Tiền công là riêng nữa. Nó đòi hỏi chú mua làm nổi cái mão đây không là mình hết nhiều tiền. Nếu mình làm nhà nó phải từ 500, còn nếu công luôn phải từ 1 triệu một cái. Wow, nhiều tiền chứ bộ. Chú nói lúc đầu mua trả góp mà thì lúc đầu, chứ bây giờ mình làm được rồi. Rau của mình cũng tự làm lên luôn. Cái rau này thì nó từ là cái chất liệu gì hay sao mình nhìn thấy nó cũng hay chứ. Cái này mình nói chung với cái này cái bí mật mình không thể nói. Thì mình nói cái bằng này là bí mật. Rồi mình nói ra người ta biết, tại vì bao nhiêu người cũng đang trầm trồ. Những người bạn tôi lúc đó nói thật sự mà nói. Sát lại cho mọi người xem bộ rau rất đẹp. Mịn lắm. Cái này con hỏi thêm một cái nữa là son phấn là chú dùng mật của bà xã hay là của chú? Không, cái này là mình tự mua, mình tự làm, mình cũng như là thay vì mình một người chấp hát. Mình tự mình mua đồ, mình tự trang điểm lên. Rồi mình đứng lên như một cái đây, hiện giờ là mình đang đứng mình một cái vai diễn. Thay thế mình bán số là mình đứng lên một cái vai diễn, mình là một thằng tài. Mình phải đâu ra đó, mình chất phát thật thà đâu ra đó chứ không thể nào trên lệch được. Vậy mình phải đi tới đâu phải điều vui vẻ tới đó. Vậy thì cái lời mời để làm sao mà người ta họ cảm thấy họ vui vẻ khi họ mua số thần tài thì thường chúng mời khách như thế nào, chú có thể cho tụi con xem được không? Như mình gặp người ta ngồi đó, mình tùy theo trường hợp, cũng như người ta đang ăn mình không có mời được. Một cái điều thứ nhất đại kỵ. Điều thứ hai, người ta đang uống cà phê mình được quyền mời. Mình mời vô mình mời dạ xin chào chú, chúc chú vui vẻ, có nhiều sức khỏe, trong người mát mẻ. Chúc chú một năm làm ăn phơi phới, cả một năm làm ăn nhí, vàng vô 5-10 kg. Khi mà chú được thành công, gặp thằng tài đem sự may mắn đến cho chú, chúc chú được thành ý nguyện. Mình mời chú tiếp tôi về vé đi chú. Yeah. Lâu lâu tôi mới xuống một lần, chứ tôi không có xuống hoài đâu nha chú. Tại vì từng lễ tôi mới xuống một lần. Đó. Nếu chú nhận được thì nhận. Tại vì tấm ngân phiếu này có 2 tỷ mà tôi thu phí có 10 ngàn à. Đó, mà khi tôi về chảnh tôi coi tài khoản chú đủ tôi chuyển xuống cho, còn nếu không đủ thì tôi giam ở đó nữa tiếp tục. Vậy là mọi người rất là vui, gần như là 10 khách mà chú mời như vậy á thì khoảng bao nhiêu khách là họ? Nói chung nguyên là mình mà là hầu như 10 người là mua hết 9 người. Tại mình khi mình mời mình sẽ biết người đó sẽ, nhiều khi mình mời người ta nhiều khi người ta đang chờ mình đem giết lại người ta mua ta đi nữa, rồi lúc nhiều khi đến lúc ta ngồi người ta phải chờ mình lại người ta mua luôn. Nói gì? Yeah. Nói chung người ta mua ta cũng cầu may. Yeah. Mình bán mình cũng hy vọng mình bán cho người ta trúng. Nhưng mà chú mặc cái trang phục theo cái kiểu này á, và trang điểm dài thì được bao nhiêu năm rồi? 20 mấy năm rồi. Ông thằng Tài 20 mấy năm rồi? Trước ông thằng Tài ở trên Đài Vĩnh Long luôn mà. Trước thằng Tài Đình Toàn luôn. Tài đó luôn. Đúng, đúng rồi. Thằng Tài Đình Toàn mới đây coi có phản tôi cho cao ta lắm là 10 năm nay thôi. Yeah. Còn ông thân tài này là 20 mấy năm thì bao nhiêu lần mang độc đắc đến cho bà con rồi? Một lần đặc biệt, một lần nhỏ nhất. Dạ, một lần còn, đặc biệt là 78 đây này đúng không? 78 này là nhỏ nhất. Nhỏ nhất. Còn đặc biệt là bao nhiêu? Đặc biệt là cái cùi 52. Dạ.
ở đây là có, nhưng mà con thấy số của chú không phong phú lắm, có nghĩa là chỉ có vài con số thôi, nhưng mà tại vì thời điểm này nó không có đủ số tôi đi bán, nó đưa nó kêu tôi lấy đỡ 6 cây thôi, còn mối tôi thì ở đây. Dạ. Mối đây, chút nữa em mua con 78, tại vì biển số xe em cũng là 78 luôn nè. Tỉnh nguyên. 6 tay giờ là khoảng bao nhiêu vé hết chứ hả? Như theo mà như chú xuống chớm sớm chút nữa nó theo giờ này cũng khoảng gần hết số rồi đó. Hết số. Tại vì tôi đi xuống trễ và mấy chú kêu tôi phải làm cho mấy chú được vui vẻ. Yeah. Để cho mấy chú cảm thấy mình đi đến đây mà mình cảm thấy có một thằng tài ông có một cái sự gì đó cảm mến, ông làm cho mình vui vẻ là mình quá là hạnh phúc. Tôi đem sự may mắn và hạnh phúc đến cho cả mấy chú và mọi người. Tôi không hối tiếc. Mình hy sinh cái gì cho người khác thì đôi lúc người khác có thể hy sinh cho mình. Đẹp ha. Mà lúc nãy con nghe chú chúc một cái câu để mà mời mọi người á mua rất là hay, đó là ngân phiếu 2 tỷ trên kia. Cái câu đó là chú nghĩ ra hay là như thế nào? Thì trong đầu mình nghĩ sao mình nói thẳng ra vậy? Con hỏi sơ thêm cái gia đình của chú á, thì bà xã có đi bán vé số như vậy không? Không đâu, bà bình tim đâu bán được. Con nghe bà con ở đây nãy có nói có một cái thông tin á là chú mặc bộ đồ vậy, chú bán để được nhiều vé số và vợ chú đang bị bệnh. Và tình hình sức khỏe của cô như thế nào chú? Lúc đó mổ tim thì bà mổ đã xong rồi, cũng 3 năm nay rồi. Thì lúc thời điểm mà mổ nó cũng khoảng từ trăm mấy. Mổ thay van đặt stent. Đến bây giờ thì sức khỏe ổn chưa ạ? Ổn rồi, như cũng như uống thuốc hàng ngày. Ổn, mình cũng ổn, mà điều cái gì mình phải uống thuốc hàng ngày chứ không thể nào dứt thuốc được. Vậy thì mỗi buổi sáng chú bước ra khỏi nhà, chú trang điểm, chú hóa trang vào ông thần tài á, thì bà xã có phụ giúp một tay trang điểm chú không? Không đâu. Ở nhà bà muôn bán cà phê pháo rồi đó. Cái bà làm chi nhẹ được chứ bà không có phụ, bà không có được nhúng tay vô cái phản này của tôi được, bà không biết cách. Yeah. Bà không biết cách làm. Rồi khi mà chú lần những cái ngày đầu tiên mà chú hóa thân thành ông thực tại thì bà xã có nói gì không? Lúc đầu tôi nói thì bà rất là bỡ ngỡ, bà nghĩ rằng tôi không thể nào làm được, bà sợ tôi mắc cỡ, rồi bà sợ nhiều khi người ngoài người ta nói này nói nọ. Mà tôi khi mà tôi đã quyết định tôi làm cái gì thì tôi sẽ hạ quyết tâm làm sao cho được, chứ tôi không có lùi bước. Khi mà tôi đã làm cái gì đó là tôi không có thể nào mà tôi lùi bước, tôi phải làm đến mục đích chứ tôi không có lùi bước. Bất cứ những cái điều gì tôi khi mà tôi đã quyết định chính xác đúng mục tiêu là tôi sẽ đi đến mục đích, tôi không có bỏ cuộc. Dù khó khăn cỡ nào tôi phải làm. Cái đây là cái cuộc sống của mình. Mình suy nghĩ mình không phải là một cái sự này là mình là ý tôi nói là mình không phải một cái sự là như mình đừng để cho người ta khi bị mình cho người ta khi bị người ta nói mình cái gì cũng được hết, mà mình vì cuộc sống, vì sinh nhai mình hy sinh cho vợ cho con mình phải như thế nào nó, chứ không phải là ý tôi nói là không phải là mình đi ra mình buôn bán mình mắc cỡ, mình đâu có ăn cắp ăn trộm ai. Mình không làm gì nhục nhã hết tất cả, thì mình chỉ bán với số, nếu anh em thích mình bán, không thích thì mình đi. Mình cầu phúc anh em cảm thấy vui vẻ người ta mua không mua thôi, chứ mình không phải cần nghĩ là mình đại kỵ người đó nói mình này kia nọ là mình, nhưng mà như vậy thì mình không thể nào bán được. Nhưng mà nói chung là ra xã hội thì cũng có người này này kia. Đúng, có đi ra xã hội là nó nhiều nhiều lắm thì... nó nhiều dạng người mình, ví dụ như là mình tiếp nhận ấy, mình tiếp nhận hết tất cả, mình không có sợ cái gì hết. Như là mình đương đầu với xã hội rồi, mình đương đầu với nó là mình không còn sợ hãi bất cứ những điều gì nữa. Nhưng mà mình mưu sinh mà chén cơm manh áo cho nó vậy đó cháu. Dạ. Còn nếu ai nó muốn xem thường mình hay là cho mình cái gì cũng được hết, mình chấp nhận. Đó là gì? Mà khi tôi cũng có 2-3 người bạn lúc đầu cũng xem thường tôi là như vậy đó, mà khi đã hiểu biết được là nhà tôi năn nỉ kia tôi chỉ lại luôn. Tôi vẫn chỉ mà làm không có đạt, người ta bỏ, người ta không, người ta nói không ai được như anh. Tại vì người ta ngại hay sao? Người ta ngại hay sao? Không phải là người ta ngại, người ta không duy trì được. Người ta ăn nói không có thể nào mà vui được. Vui vẻ khéo léo như mình. Tại vì mình có một cái phú trời cho, hay là một cái sự may mắn gì, hay là như thế nào với tôi, thì cái tánh tôi nó rất là hồn nhiên. Tôi rất là bình thường. Tôi không mắc cỡ mà tôi chẳng biết là tôi là gì. Mà khi tôi mặc đồ lên giấy tổ xong là tôi nghĩ tôi như là nó bình đẳng, không biết mắc cỡ mà không biết gì hết tất cả. Nó là vậy.
chú cứ tự nhiên sao là nó vậy? Trúng tổ nữa. Ừ. Có khi nào bán có ngày nào bán mà như vậy cái về ôm như số lỗ không chú? Ôm là hầu như nó rất hiếm lắm. Cái ôm là nó hiếm chứ nó không có mưa gió như ngày qua tôi nói là có thể là ôm nó mà nó không ôm. Nó hiếm lắm, nó hiếm ôm lắm. Và có khi nào những người bán với số những người đồng nghiệp của chú á, họ đi ngang qua thấy chú vậy nè, họ nói những cái từ khó nghe không? Có thiếu ông, gì ông diễn vậy rồi tôi bán sao được, rồi bà già cái bán không được. Có có rồi, nhiều lắm, nhiều lắm mà mình phải nhường nhịn người ta. Khi mà mình bán được mình thấy ta mờ số mình để cho ta mờ bán đi, xong rồi hết mình vô mình mờ. Chứ mình đừng có ý mà mình phải thấy ta mờ mình vô mình mờ là không đúng, cái đó là cái lịch sự không thể nào cho phép được gì. Ở hai con mắt của chú á, chú vẽ theo cái mình vẽ như chiếc lá. Cái này là thì nó có ý nghĩa gì không chú? Mặt động thần tài mình phải vẽ, mình phải nhìn cái ông tổ thần tài của mình là sao, mình phải làm cái nhang vậy. Là mỗi một ngày mình trang điểm nó đều khác nhau hết. Chú nghiên cứu về ông tổ mà mua 78 liền hả? Ở đây tôi bán chúng ở đây mà 78 này chút xíu là hết nè. Có nghĩa là chú nghiên cứu về ông thần tài rất là kỹ. Rồi sau đó là chú cúng tổ luôn. Đấy có tổ quá chứ. Đó. Mình đàng hoàng. Mỗi sáng mình đi làm mà đều cúng. Mình cúng rồi xong á mình mới lên xe. Mình lên xe rồi tới chỗ đó mình trang điểm. Dạ. Rất bình thường. Nhưng mà chú nghiên cứu lâu không thì chú mới vẽ được cái đôi mắt với lại ở trên cái sống mũi như vậy chú. Nó có hồn. Nó làm như nó khi mà mình làm nó làm như cái năng khiếu của mình nó có sẵn đâu trong đầu. Mình tương tư như sao thì nó đã lộ diện lên như gan vậy luôn. Nó rồi vẽ nó cũng rất là bình thường, nó không ngại ngùng mà nó không có một cái sự mà rung động gì hết. Nó bình thường vẽ tự nhiên. Nó gì? Thầy. Mình cái tư tưởng của mình gan sao thì mình cứ vẽ tới nó vậy. Nhiều khi thậm chí những người bạn tôi nói thật không nhỏ, vẽ hay đó. Nó quen rồi. Nó với phần cái tư tưởng của mình nó sao thì nó vậy đó. Chú đâu có học qua cái lớp không có từng học. Nhưng mà ví dụ như da phụ nữ á, thì người ta dùng son phấn á, thì nó quen rồi. Nam mình thì nó ít, chú dùng nó bị gì ớt hay không đâu. 20 mấy năm trời gương mặt tôi này chú thấy cái thằng đó nó nhỏ xíu à, nó nói hồi đó con lên nó cắm con xíu à. Mà năm nay con là hầu như con 20 mấy tuổi gần có vợ mà con vẫn còn thấy ông đẹp y nguyên. Dạ. Vẫn bình thường mà đi ngoài nắng ở dưới thì dạ nắng ở trên nắng ở dưới thì nó hực lên nữa mà tôi cái da mặt nó nói chung nguyên là nó rất tốt. Hầu như là mình sống ngay ở thẳng, mình làm những điều gì đó đúng rồi ông trời ông cứu cho mình được một cái sự không có phai mờ nhan sắc. Nhưng mà cái tiền son phấn để mà một tháng là chú nó tốn nhiều không chứ? Một tháng thì mình theo mình đoán nó cũng khoảng nếu mình mua đồ mà đầy đủ lại tháng có khoảng 200-300 thôi. 200. Khoảng 300 cho lại. Dạ. Còn bộ đồ này thì mấy bộ chú? Hai bộ, bộ đó màu vàng. Bộ hai bộ là điều hồi đó là mua trả góp hết luôn. Rồi bây giờ thì mình tự luôn, mình trả thẳng luôn. Trả thẳng luôn. Hai bộ màu đỏ. Bộ này thì nó bị cái bây giờ là lâu nó sơn hết rồi. Tết giờ. Tính giờ là mặt này nặng mấy ký tại vì đeo cái mão nó nặng lắm. Nó cũng cỡ na ná với cái nón bảo hiểm. Chú chia sẻ là mỗi khi mà chú mặc cái bộ đồ này vô á là giống như là chú đang vô một cái giai viễn. Dạ đúng. Vậy thì ngày xưa là chắc chú cũng thường nghe coi hát bội hay là những cái cải lương đồ miền Tây đâu hả? Mình thích cái môn đó mà. Đúng rồi. Chú có hát được một cái câu dòng cổ không chú? Dòng cổ thì biết rồi. Dạ. Như mấy cái này cái nọ đồ dạ. Mình biểu diễn này cái nọ thì nó cũng hầu như nó không có đầy đủ rồi nó không có được đạt. Dạ. Chú có thể tặng cho cô bác anh chị mọi người một câu được không? Nó không có gì hết thì ca nó ca chay nó mọc hơn. Ca chay nó mọc nó hữu duyên hôm nay mấy chú cháu mình gặp nhau. Nó giống như là cái duyên vậy. Dạ. Bây giờ tôi thì thường thì tôi ca nhạc chứ tình không à? Dạ, cái nào cũng được, được chú. Giống như chú mời khách như nào chú hát tặng mọi người sao vậy đó. Em về là bởi người hết rồi đâu chẳng giỏi. Nó lúng túng cái lại đi chú. Thôi bây giờ nó đã như mình tra cái đó là cũng đủ hiểu cái mình tra bản đó tại vì khi mình đang buôn bán mình tập trung nó chưa được đạt tại vì chú còn buôn bán nữa. Dạ. Thôi bây giờ chú cháu mình tạm chia tay. Dạ.
Mình hẹn ngày gặp lại. Như cũng sớm giờ cũng quá cũng rất là lâu rồi. Chú cũng còn đi buôn bán nữa để giao cho mối, mối đang chờ đợi nữa. Vì số này thì chiều mà 3-4 giờ chiều mà bán hết là coi như là sẽ rất mình, là dễ ôm. Đúng cho rồi. Nên là mình để dành thời gian cho chú bán, chút nữa mình mua ủng hộ một xíu để cho chú bán thành công. Thì con chúc chú mang nhiều may mắn cho bà con ở đây. Rồi, cảm ơn. Một tờ vé số với giá là 10 ngàn nhưng mà sẽ mang cho bà con khoảng 2 tỷ đồng. Từng cơ hội ha. Con mua ủng hộ cho chú vài tờ luôn, con mua cho chú luôn đi. Đây là những cái hỏi vàng. Đó, thời gian. Tại vì cũng tốn thời gian có chú cũng khá là nhiều. Cũng chú nhưng cũng mà còn địa bán. Nếu từ sớm giờ là tôi bán nó giật nhiều lắm rồi. Dạ. Tại vì mình, nhiều khi mối ta đang chờ đợi nắng mình. Nhiều khi người ta chờ lâu quá lâu người ta sẽ đi. Dạ. Chú đếm thì chú. Ngày là trung bình tôi bán được khoảng mấy trăm tờ. Bữa nay bán ít, bán có 606 à. 600. Còn bình thường là hơn ngàn chú ha. Nếu bình thường có số phải từ ngàn giá. Chú đang đếm để đây với số Vĩnh Long. Mình chia sẻ với mọi người như thế này. Cái ngành dịch vụ vé số á, hàng năm cái tiền đóng thuế một tháng thôi sẽ gần bằng với cái tiền 38 giá. Dạ. Gần bằng với tiền vé số tiền thuế của hàng ngành hàng không luôn á. Và ở miền Tây thì người ta mua rất là nhiều vé số bởi vì thứ nhất là phần lớn là người không có sức khỏe, không có lao động, họ làm cái công việc này để kiếm thêm đồng ra đồng vô. Đây chẳng 40 tờ luôn đi, cho nó chẳng tiền. Cho chú thêm 20 tờ, 2 tờ đi. Tặng chú tờ 2 tờ đi. Tặng là chú thằng Tài, gọi là gì? Tặng chú 2 tờ nữa. Rồi con gửi chú 2 tờ này. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, con cảm ơn chú nha. Rồi, chú rồi. Chú bán được nhiều giá số, sức khỏe nha. Rồi, ok. Chúc mấy cháu vui vẻ, có nhiều sức khỏe nha. Dạ. Chúc mấy cháu làm ăn trên công việc thành công và tốt đẹp. Xin hỏi họ tên của chú ạ? Chú là Nguyễn Thanh Hoài. Thanh Hoài, ở đây người ta gọi là ông Thằng Tài. Ông Thằng Tài, vé số ở Kiên Lương đúng không? Vé số này ở núi Cấm, ông Thằng Tài về Kiên Lương. Dạ. Vé số ở núi Cấm về. Núi Cấm về Kiên Lương chứ không phải là ở tại Kiên Lương. Dạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú.